thầy xin tự giới thiệu, mình tên là thầy Vũ, là quản lý khoa điện nhé. Nếu các bạn có thắc mắc tâm tư nguyện vọng gì thì có thể liên hệ với thầy, được chưa? Rồi nhân buổi gặp mặt hôm nay thì đầu tiên thì thầy cũng có một đôi lời nói với các bạn. Cảm biến nó sử dụng cảm biến âm thanh nha. Mình có tay một tiếng nó sẽ chạy. Chắc nó không rớt đâu. Tức là nó sẽ chạy khoảng độ 10 giây sau thì nó sẽ tắt. Và 10 giây sau đây cái mạch keo đặt bên ổ thôi. Cái này là cái mạch cơ bản nhất trong bên điện tử. Sau này mấy bạn sẽ học. Rồi bây giờ mình sử dụng thêm một công nghệ nó cao cấp hơn. Các bạn thấy mà ra lệnh cho thiết bị mà nó sử dụng âm thanh chưa? Rồi đây, thiết bị này lại mới chế xong thôi. Rồi, bây giờ tôi nói nó bật đèn, nó sẽ bật. Các bạn tin không? Bật đèn. Kêu chiêu thôi. Nãy giờ ta nói cái này là cái cảm biến âm thanh. Cho tôi chỉ nó nhạy quá mấy bạn khởi công không tác động rồi. Tức là mình vỗ tay 2 tiếng, đèn nó sẽ bật. Vỗ tay 2 tiếng tiếp theo, đèn nó sẽ tắt. Đó. Được chưa? Rồi. Cái này là cảm biến âm thanh. Các bạn đây mấy thầy sẽ dạy cho mấy bạn là từ những cái món đồ chơi cho tới sản phẩm thực tế. Cái này thầy mới đăng lên mạng không mà đã có người hỏi mua rồi. Các bạn cứ gõ đi. Điều khiển thiết bị bằng lấy sắp tay. Lấy sắp ra cho thầy. Đó, hướng dẫn từ làm tới game luôn. Nên lấy sắp không bây giờ nữa. Đây là cái sản phẩm, đây là hàng ở bên nước ngoài ha. DCD Way. Nó sẽ gửi về cho mình cái máy in cho mình mà. Mình sẽ gia công thì cái việc thiết kế mấy bạn nào học bên điện tử đó sẽ thiết kế ra cái bo này, đúng không? Mình sẽ học từ cái sơ đồ nguyên lý xong mình thiết kế, nó sẽ in lên cho mình nhận thao khắc tên với các thứ thương hiệu của mình lên trên đây để có thể thương mại hóa được. Thì như các bạn thấy là nông dân là hay chửi mấy nhà khoa học, đúng không? Chẳng làm được cái sự gì hết, nhưng mà thực ra nhà khoa học là người ta không có làm, người ta làm ra công nghệ xong người ta bán cho công ty nó sẽ thương mại hóa. Nó bán lại cho dân thì có biết đến công ty, nhưng không biết đằng sau lưng nó là những cái nhà khoa học người ta góp đồng góp sức vào. Nên nó có mấy bạn đây ha. Bây giờ em đây có cái món đồ chơi đó, đây là xe năng lượng mặt trời ha. Thì cái năng lượng mặt trời nó không có ra được nhiều năng lượng đâu, chứ tại vì nó ra được nhiều năng lượng nó gắn cái tấm vào, xong rồi gắn vào đưa ra phơi nắng nó không có chạy. Thì mình dùng cái chiêu gì ở đây có cái mặt điện tử ở trong đây ha, sẽ tích cái năng lượng vào cái cục điện này. Khi mà đủ năng lượng rồi thì xe nó sẽ chuyển bánh một tí xíu, không? Và khi đủ năng lượng nó sẽ chuyển bánh một tí xíu. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái này đi ha. Mình sẽ tạo ra một cái mặt trời mini nha. Bây giờ tí xíu xe nó sẽ chạy, đúng không? À, cái này nó giống như mặt trời thôi. Các bạn thấy chưa? Không thấy. Nhấc chạy một hồi nó sẽ nó ra được cái đầu bàn kia thôi. Nó không đủ năng lượng em. Sang năm trời được. Giờ nó chưa cải biến, cái này mới là version 1 thôi. Còn đây. Đây là điều khiển từ xa bằng Bluetooth. Các bạn nghe điều khiển từ xa bằng Bluetooth chưa? Đúng rồi. Còn lại có cái phiên bản mà điều khiển bằng điện thoại nữa cơ. Điều khiển sao đó, nhưng mà bữa nay khách hàng họ mua hết rồi. Cho nên điều khiển bằng Bluetooth thôi. Là 4 thiết bị đã được bật. Là nó chỉ thị ở trên đây, 4 ngó ra này đã có điện. Cái ngó thứ 8 phải có gắn ra cái bóng đèn cho mấy bạn xem. Và tắt rất là nhẹ nhàng.
thì khi mình ấn số 8 này thì ánh sáng và trên đây nó chỉ thị cho mình biết rồi. Cái vì số 8 nó đang tắt rồi. Nó đang bật rồi ha. Tắt hết này. Bật hết này. Dạ. Nó điều khiển từ xa qua Bluetooth. Còn đây chắc mấy bạn cũng hơi thắc mắc về cái xe này. Cái này cũng là một kiểu điều khiển từ xa bằng Bluetooth. Chạy đi cho nó vui ha. Cho trên bàn này, trên bàn á, cẩn thận nhé. Nhưng điều khiển được mà. Rồi, nhỏ nhất là cái gì? Nhỏ nhất là cái cân tiểu ly, cái cân vàng thấy không? À, nó rất là nhạy nên người ta phải bỏ nó trong cái gì? Trong cái lồng kính thì gió nó khỏi tạt ra. Tạt vào nó đã đi vài gara rồi, đúng không? À, nó sai, nó là cân kim cương. Rồi bây giờ lớn hơn thì người ta cân cái gì? Cân xe tải, đúng không? Xe tải nó chạy trên đường thì cái lót xe nó để ở dưới. Như cái mặt đường mà có cái chạm cân nó rẽ riêng với cái xe nó đi vào cái bốn bánh nó được cân nó đưa ra khối lượng, đúng không? Ai mà vừa tải thì phá, đúng không? Ở đây cái này nhỏ thôi, chỉ là một ký thôi. Đầu tiên mình sẽ nhấn vào đâu, nhấn ở đây để nó hiệu chỉnh này cái đĩa cân. Rồi khi mình đè lên cái đĩa cân này nó sẽ ra khối lượng là bao nhiêu gram ha. Đó rồi, nói chung là cái này mấy bạn vào thì thầy sẽ dẫn cho mấy bạn thôi. Còn một món đó, rồi trên cuối cùng đấy thôi. Tại mới làm ngày hôm qua. Cái này chắc trong vài ngày tới thì sẽ có video hướng dẫn. Đây là cái là cái này cho mấy bạn là giá bao nhiêu? Chắc chọn giá đó. Bao nhiêu? Cái này là 85.000 đấy. Nó có trên cái trang web. Trong video rồi sẽ có để tên trang web đó luôn. Cũng gần đây thôi, thì chỉ mua gần đây thôi. 85.000, tức là người ta bán cho mình toàn bộ mạch và cái linh kiện ở trên đây mình về mình làm chấm lại thôi, vừa chơi vừa học. Đó, mình nha. Thì cái này là cái gì? Xe robot dò lai. Tức là khi mà mình bật lên nó sẽ dò theo cái đường mà mình phải ra vé ở trên đây. Đó, đúng không? Yên tâm, không rớt đâu, mình có đường sẵn rồi. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để chắp cánh ước mơ cho các em học sinh, sinh viên có được một nghề nghiệp vững vàng, bản lĩnh, tự tin hòa nhập cuộc sống xã hội. Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, số 90, đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Website tuyển sinh.đồngan.edu.vn. Điện thoại 06503 774 655.